Giờ em hướng dẫn anh chị cách thay chổi thang. Dòng máy này thì cái chổi thang nó thường nằm ở hai bên. Hai bên này, đây. Bây giờ thay chổi thang thì sẽ dùng để vặn ra. Vặn chỗ này nè. Cho nó nằm xuống. Cho nó nằm. Chổi thang thì ở phía trong này nó có cái vị trí nè. Cái vị trí của nó nằm có cái khe riêng của nó nè, đây. Thì mình cần phải cho đúng vào cái khe này. Rồi sau đó đậy nắp lại. Vặn. Chỉ đơn giản như vậy thôi.